Nhi chi phí sao mùi tiết đại tệ tôn tình nâng bà đàm an cho là nâng ảm phụ sông. Chế nâng nông phí sao đi nhầm môn nâng phí sao nhầm xùa để cố thị sân. Cả phí nâng thông ấy nhé. Chà. Thuộc cho mà đầy nâng, à chất đó đầy nâng thuộc lột mà đầy ấy. Ồ, bê đó đầy nâng nhầm kết thập bê nhầm lột cho màu chứng nhầm dùng một tuần cho cùng tịch. Tuần cho cùng tịch. Chà. Hãy đấy mang chạm bay một tuần cho cùng chứ. Nhầm một đằng đáy. Tại khoản này nhóm đang là thả phê lột cho lãnh của phụ huynh chẳng nhóm thật tuân cho công chẳng mọi. Mình thử lọc ấy, mình thử lọc tháng ta bỏ ớt và tuân cho công việc mấy là tuân cho công ta bị xuống chuyện ấy. Ồ, nhóm thật kết chẳng đá lúc khu đôi thả phê khá nhóm cho đá ấy chẳng tới nhóm kết thả phọt ấy chẳng á, nhóm đại trường khăn mà tầm hân mấy nhọt bàn tuân cho công chẳng vì chư trường. Nè, chẳng là lấy, này khá nói chuyện. Vì sao anh vì đi thay do chương do từ ba đây nên ta vì dạng mấy bạn nhưng dạng bạn và tuần cho cùng. Chà. Nè, chế năm bay nên vì sao nên nhân viên vì sao anh mới đại tiện cho nên bạn làm ăn cho nên anh làm phụ cho nên cứ bắt ập cho cụ lệ. Nếu như miền sầm phía rẽ bao nhiêu miền bắt ập cho cụ này. Nè. Chà. Thì bắt ập cho cụ á. Bình đất mới bắt ập cho cụ nên tính mới miền ấy liệp ấy ấy. Miền liệp ấy nhưng mà bạc bàn này. Bạn ấy, biết ấy. Chà. Nhiều khóa dưới cú, chà. Bạn miễn đại hàng khăn nóng ấy nè. Chà. Chà. Chà nên nhiều khu kết tha, bạn nhiều khu tìm lẹo với ta, nhiều khu tìm lẹo thương mách đầm ai bị cho bán, ai bị cho vậy. Ai bị cho vậy chứ hả? Chà. Ai thì lẹo bán. Từng tìm lẹo chứ cú chắc ấy không? Ai thà, miễn một chú bán ai bị cho ấy. Nhưng kết tha một ai chứ còn tìm lẹo chân viêm ai cho ấy. À đây. Chà. Chà lấy sao mới thân mình? Nguyên là tùm lẹo đầy chân. Tùm lẹo đầy chân. Chà, bờ tha tùm lẹo cho chứ nhóm cơ thao viêm á chứ. Lấy nhóm xã. À. Thế mình nói chuyện mới. Cô phú bên mang của bạn này là thù ấy. Cô phú ấy... Hiện... À, phần năng bạn ấy. Mình ai đây là thù? Chắc phải tiếp chân năng tí. Anh ở tiếp chân năng ấy. Chẳng khinh mấy chất cho ạ. Chất cho ạ cô ạ. Chẳng nên cũng cứ kết hợp một miền chỗ bài nát để ai thì lẹ tới vì ai cho bàn. Thế thì lẹ tới ai cho... Ai cho tròn vẹp nón nè. Ở đây. Chà ọt đi. Lúc hủ kết thả ai khuyên chân tự bác nè. Nhưng thả ai. Nhìn tới nhóm kết thả một ai đi. Chẳng nhóm... Bà khổ bị chết tích tích mắt. Oh. Chẳng xa mới thân ý nè. Chà. Nhưng ổn dừng rộp. Thật thì ai dân thua dạng mấy cái đó, ai là cái show nó. Chà. Là dân tự lẹ tới. Ồ, cái là khu ớt, ai cầm nó tha tùm lẹ nó cầm phua này. Cầm phua, ai cầm phua mà tắc ấy, mà tắc lại vậy nè. Chắc nè. Nhưng mà cầm phua thầm nắng hay đó là mà tắc lại nè. Chà. Đang viết đấy. Chà. Chẳng. Chẳng. Bà khổ biến, à, nên hình tĩnh đấy. À, cả bà nó miên cùng nọt thả bà ta vẹt cả đá rư cậu bà có gì chớn ấy chết hết lúc hú. Tàn tích ở bà này. Tàn tích bà này à. Chắc hai đấy bà như chẳng bạch. Hai đấy bà như chẳng bạch bà khổ kiến tích hai bà như lẹ tới hai biến nâng. Nếu bà xin ai chơi dương ọt bà, dương ọt bà khổ biết, dương lẹ tới. Ất nâng thì Ất nâng ấy. Chà. Mình cạp thêm nâng với bạn nâng ấy. Chà. Thế bật sân này thì dương bạc khổm nâng tích tích. Đã thấy dương miền thiếp nghe xua nông ca thôi ai về nâng chiền. Chà. Hẹt ấy lục hủ bằng chẳng. Về khoản ạ. Lục hủ bạc chẳng á. Vì vừa nâng chẳng mù hẹt ấy nhằm xong thương đồng tiền. Nó. Bạn thầm rạy. Chà. Thực bạn là như thế. Lâu mấy bằng chẳng khổ. À chẳng nhìn ra đôi. Thì cô này tôi bắt đôi chương để khu tôi bắt đầy vậy. Oh. Đôi khi thì cứ từ ba đầy dạng ban thì cứ mình ban và tuần thì cùng tinh tế thì cứ ba việc kháng á, ba hai kháng thì dạng về từ kịch bảo vệ bản này chương tại đây nó cứ kháng, chẳng ai bậc cao cầm láng kháng thôi ai chương thì cứ ai chương bàn, nhé, chế bớt sân ai kia như một tuần thì cùng tích đôi dương phải liệp về, bằng càng về phải liệp tại ba hàng đầy nó, chương ba đầy nó thôi ai về phải liệp nhưng vú bậc cao ai thôi ai cầm láng đầy ปาเตนนั้นได้นั้นเวียบถอยจ้าเป็นกําลังถอยจ้าเช่นถ้าปริมาณจรบ่มาได้บ่รู้ปริมาณจรนะบ่เวียบ่โตอ๋อ
ចឹងហើយទៅពេលទៅប៉ះដីហ្នឹងណាចឹងហើយទៅបានយើងបើអានេះឲ្យនេះតិចមកដល់3ពាជាពេលវាចឹងដល់3ឲ្យវាអានេះប្រថុយចេះគឺពេលវាធំចាចាពេលវាធំចឹងវាធ្វើឲ្យការសង្កេតនៃប្រអប់ជាគូហ្នឹងទៅលើតុកហ្នឹងវាតោចចាតោចចឹងបំរែបំរួលប៉ះអានចលនាហ្នឹងតោចចាអូចឹងខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូចឹងដូចជាពេលយើងឃើញគេអ្នកចាប់បាល់ចា អ្នកចាប់បាល់ពេលគេតាត់មកចាប់បាល់គេចាប់ដាក់ដៃធ្វើម៉េចដូចក្នុងពេលដែលល្បឿនបាល់ហ្នឹងកំពុងតែលឿនខ្លាំងអញ្ចឹងគ្រូអូចឹងខ្ញុំគិតថាមកអ្នកចាប់បាល់ហ្នឹងចាប់ដោយថាចាប់ដោយថាផ្ទុកមកទំហឹងហ្មងប្រហែលដៃរបស់គាត់ត្រូវឈឺខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងពេលគាត់ចាប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវថយអញ្ចឹងហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងពេលចាប់បាល់ហ្នឹងគឺមិនថាដៃទៅប៉ះត
គឺពាពេលទឹកហ្នឹងអូចាចឹងតើតើទៅនឹងអឺបរិមាណចលនាបំដែលមរួបរិមាណចលនាចាចាបើអ្នកគ្រូលោតពីទីខ្ពស់ដែលមានកម្ពស់3ម៉ែត្រតើអ្នកគ្រូត្រូវការកម្រាស់អិតឬក៏ត្រូវការគំនូរចម្បាំង